Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Quân đội Hàn Quốc ngày hôm qua đã tiến hành tập trận bắn đạn thật gần biên giới Liên Triều với sự tham gia của quân đội Mỹ. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận chung thường niên lá chắn tự do giữa hai nước đã kết thúc trước đó cùng ngày. Cuộc diễn tập diễn ra tại thành phố Pocheon với sự tham gia của khoảng 300 binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự hiện đại như xe tăng K1A2, xe bọc thép K21 và phương tiện tấn công M1150. Nội dung diễn tập tập trung vào hoạt động tấn công mục tiêu của xe tăng và xe bọc thép, trong khi bộ binh loại bỏ chướng ngại vật, dọn đường để lực lượng tấn công chiếm các vị trí định sẵn. Bên cạnh đó, hải quân hai nước cũng đã khởi động cuộc diễn tập sơ tán y tế chung, dự kiến kéo dài 3 ngày. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo các hoạt động tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đặc biệt là cuộc tập trận lá chắn tự do, có thể làm gia tăng nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Cùng ngày, truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã chỉ đạo cuộc diễn tập có sự tham gia của các đơn vị xe tăng nhằm kiểm tra năng lực tác chiến thực tế. Hôm qua, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã công bố báo cáo thường niên năm 2023 đề cập mọi hoạt động của liên minh quân sự này trong năm qua. Theo ông Stoltenberg, kết quả của khảo sát thường niên của NATO với sự tham gia lần đầu tiên của Phần Lan và Thụy Điển cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ ở cả hai bờ Đại Tây Dương, với hơn 80% người dân tin rằng Bắc Mỹ và châu Âu phải tiếp tục hợp tác cùng nhau vì an ninh chung của liên minh. Tổng thư ký NATO cũng hoan nghênh năm 2023 là năm thứ 9 liên tiếp đầu tư quốc phòng trên khắp châu Âu và Canada được tăng cường lên tới 11% và là mức tăng chi tiêu quốc phòng chưa từng có. Ông Stoltenberg kỳ vọng các nước thành viên tiếp tục hỗ trợ Ukraine, tăng cường và tài trợ cho hệ thống phòng thủ của NATO, cũng như làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác trên toàn thế giới. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại vùng Kamchatka của Nga đã mở cửa để người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Putin kêu gọi người dân Nga cần tự tin, gắn kết, quyết tâm và ý chí để có thể giúp đất nước vượt qua được khó khăn và thách thức. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết toàn bộ hệ thống đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Các điểm bỏ phiếu sẽ hoạt động từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, đánh dấu lần đầu tiên nước Nga tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống trong 3 ngày. Cử tri có thể bỏ phiếu trực tiếp tại hơn 94.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Ngoài ra, cũng có gần 30 vùng áp dụng bỏ phiếu trực tuyến và có 281 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin nước này đã ra mắt một loại xe tăng chiến đấu mới trong đợt huấn luyện vừa qua. Triều Tiên ra mắt mẫu xe tăng mới trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận chung, bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân lái một chiếc xe tăng mới trong buổi huấn luyện giữa các đơn vị xe tăng hôm 13 tháng 3. Cuộc diễn tập được tiến hành nhằm kiểm tra khả năng thực chiến của các đơn vị xe tăng, giúp các đơn vị này làm quen với những phương pháp tác chiến trong các nhiệm vụ chiến thuật khác nhau. Ông Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng về sức mạnh tấn công và khả năng cơ động cao của những chiếc xe tăng mà ông cho là mạnh nhất thế giới này. Ông nhấn mạnh cần phải tổ chức các cuộc tập trận chuyên sâu mô phỏng cuộc chiến thực tế, cũng như các cuộc tập trận huấn luyện. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn tự do, dự kiến sẽ kết thúc trong ngày hôm nay 14 tháng 3. Ấu trùng san hô có xu hướng định cư ở những nơi phát ra âm thanh của các dạng san hô khỏe mạnh. Đây là kết quả một nghiên cứu mới, qua đó mở ra hy vọng về việc phục hồi các dạng san hô khi thế giới đang đứng trước đợt tẩy trắng san hô quy mô lớn lần thứ tư sau nhiều tháng nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Nghiên cứu được thực hiện tại bờ biển phía nam khu vực St. John thuộc quần đảo Virgin của Mỹ. Các nhà khoa học đã đặt hệ thống loa dưới nước phát âm thanh của dạng san hô khỏe mạnh bên cạnh san hô đã suy thoái. Kết quả cho thấy ấu trùng san hô nhiều khả năng sẽ định cư ở khu vực gần với những âm thanh này. Đây là hệ thống phát lại âm thanh dạng san hô mà chúng tôi đã phát triển. Tất cả âm thanh đó tạo ra dấu hiệu âm học thực sự khác biệt cho một dạng san hô khỏe mạnh. Theo giới khoa học, dạng san hô cung cấp môi trường sống cho gần 1/4 số loài sinh vật biển, hỗ trợ hàng tỷ đô la cho ngành du lịch, ngư nghiệp và giúp bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, san hô lại dễ bị suy thoái do nhiều yếu tố, từ ô nhiễm cục bộ, tác động từ ngư nghiệp và công nghiệp đến biến đổi khí hậu. Khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, nỗ lực phục hồi của san hô ngày càng khó khăn do sẽ bị chết trong vùng nước ấm. Hiện giới khoa học dự đoán
thế giới có thể mất tới 90% số lượng san hô vào năm 2050. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.